Ở một thị trấn nghèo vừa bị một cơn bão quét qua. Mãi hôm sau mọi người mới tiếp cận được thị trấn. Tất cả quang cảnh thật kinh khủng dưới đống đổ nát. Một nữ nhiếp ảnh chĩa máy chụp hình vào một gia đình có ba mẹ con đang ôm nhau co ro trong giá rét, đói khổ. Ánh mắt của hai đứa trẻ tỏ ra sợ hãi. Sau đó người nhiếp ảnh đem tấm hình về nhà, rồi dán lên cánh tủ lạnh. Khi hai đứa con của cô hỏi: "Mẹ ơi, ai thế?" Cô bắt đầu giải thích về cảnh ngộ của họ cho đứa con trai và đứa con gái của cô nghe. "Các con biết không, những người nghèo khổ này chẳng có gì, trong khi chúng ta lại có quá nhiều. Chúng ta hãy chia sẻ những gì chúng ta có nhé. Để mai chúng ta sẽ lên đường đi giúp đỡ gia đình bạn ấy nhé." Nói xong, tôi gấp đống quần áo cũ và khuyến khích các con đem những món đồ chơi cũ không dùng tới mang đến đây. Một lúc sau, cậu con trai chất đống mớ đồ chơi gãy bể, bị bỏ xó từ lâu. Lúc đó cô bé cũng bước tới, ôm sát ngực một con búp bê nhồi còn mới. Tôi hỏi: "Chẳng phải con rất yêu quý con búp bê này sao?" Một tay nó đặt xuống, xong ánh mắt nó ừng ực nước. "Mẹ à, con búp bê này làm con vui, chắc nó cũng sẽ làm bạn ấy vui như con." Từ phía sau, cậu con trai cũng lấy ra một con siêu nhân mới cứng. Cậu hồ hởi nói: "Con cũng nghĩ như vậy à." Vâng, ai cũng có thể cho đi những thứ họ không còn cần nữa, nhưng sự hào phóng thật sự là có thể cho đi những gì bạn đang còn thấy chúng có giá trị.